Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, nam thanh niên nghi ngáo đá đã lợi dụng sơ hở tài xế, sau đó trộm xe cứu thương. Ngày 16 tháng 6, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, hiện LNH, thanh niên ngáo đá trộm xe cứu thương ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Người này vẫn chưa tỉnh táo nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể lấy lời khai. Công an quận đã phân công cán bộ túc trực tại bệnh viện để phối hợp với các bác sĩ. Khi người này điều trị hồi phục, cán bộ điều tra sẽ lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều cho biết. Trong báo cáo gửi Sở Y tế thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ lý giải về việc N lấy trộm xe cứu thương rồi chạy lòng vòng trên phố. Theo bệnh viện, trưa ngày 15 tháng 6, thanh niên này xông vào siêu thị trong khuôn viên bệnh viện, lấy dao gọt trái cây rồi trở ra khu vực đậu xe tại cửa B. Lợi dụng lúc tài xế đang chuẩn bị xe để đưa bệnh nhân chuyển viện, anh ta đã lái xe cứu thương rời đi. Thấy vậy, bảo vệ bệnh viện đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Khi đó, cổng rào bệnh viện đóng lại, xe của cảnh sát 113 chốt tại cổng bệnh viện. Cảnh sát kêu gọi vận động N dừng xe nhưng người này không chấp hành. N lái xe tông vào cổng chính để đi ra đường Châu Văn Liêm rồi lái xe lòng vòng qua nhiều tuyến phố ở thành phố Cần Thơ. Cảnh sát và người dân lái xe đuổi theo, hô hoán để người dân né tránh. Cảnh sát đã trưng dụng 3 xe tải để đón chặn tại các tuyến đường. Trước khi đâm xe cứu thương vào gốc cây rồi bị khống chế, N suýt tông vào cảnh sát giao thông. Thanh niên ngáo đá sau đó được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Sự việc khiến cửa kính, hàng rào bảo vệ bệnh viện và phần đầu xe cứu thương bị hư hỏng.